Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vì các lý do khác nhau mà không thể là người đại diện theo pháp luật cho một công ty nên đã chọn cách thuê hoặc nhờ người khác làm đại diện pháp luật cho công ty mà họ thành lập. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều doanh nghiệp ma được thành lập với những mục đích khác nhau và thuê người đại diện pháp nhân để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, khi đứng hộ đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, cá nhân sẽ phải chịu những rủi ro như sau. Phải chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ, nợ thuế của công ty do người đứng tên là chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông, góp vốn công ty. Chịu trách nhiệm liên đới với các sai phạm từ những giao dịch, hoạt động phi pháp của công ty. Rủi ro về việc công ty không thể chấm dứt sự tồn tại khi việc đứng tên kết thúc bởi công ty không thể hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài do không kê khai thu nhập ở nước ngoài. Người nước ngoài không chi trả các khoản tiền để hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm, hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cá nhân đứng đại diện pháp luật cho doanh nghiệp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị khởi kiện dân sự, bị xử phạt vi phạm hành chính. Sẽ có một vài lý do để cho các cá nhân khác, gọi là người ta núp bóng đằng sau, người ta nhờ các đại diện thay mặt mình đứng ra để đại diện doanh nghiệp để thực hiện các hành vi, các hoạt động của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, tôi thấy rằng còn có một số nguyên nhân còn quan trọng hơn. Đó chính là rất nhiều các đối tượng xấu mở ra các công ty ma để thực hiện các hành vi vụ lợi, vi phạm luật pháp. Tôi lấy ví dụ như là các tội như lừa đảo này, trốn thuế này, mua bán hóa đơn này, rửa tiền vân vân. Khi những người chủ thực sự đứng đằng sau đó, họ đang có mong muốn thực hiện hành vi vi phạm luật pháp thì họ không dạy gì về đứng tên mình cả. Họ sẵn sàng thuê người khác đứng tên để thay mặt mình làm việc với các giao dịch đối với doanh nghiệp đó để thực hiện các hành vi vi phạm luật pháp. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thương trường Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tình trạng nhờ người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp diễn ra rất phổ biến vì những lợi ích trước mắt mà rất nhiều người chưa nhận thấy được những rủi ro và trách nhiệm pháp lý đằng sau những khoản tiền được trả công. Để làm rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia để trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị, ông Nguyễn Thanh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần One Second Việt Nam. Xin chào anh Hà và khán giả của Truyền hình Nhân dân. Và luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc Công ty Luật Hướng Đông, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào MC và khán giả truyền hình. Trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa luật sư, hiện nay tình trạng nhờ người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Việc này được hiểu như thế nào và tại sao doanh nghiệp lại phải nhờ người khác đứng tên đại diện? Trước hết thì chúng ta phải hiểu là thế nào là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật là cá nhân chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thực hiện các cái quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người mà sẽ chịu trách nhiệm về cái hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày cũng như là làm các cái thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý nhà nước. Việc mà nhờ đứng tên thì chúng ta có thể hiểu là một cá nhân hoặc là một tổ chức nào đó người ta muốn thành lập doanh nghiệp nhưng vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như người ta thuộc cái điều kiện là cấm thành lập doanh nghiệp như cán bộ công chức viên chức, rồi những người trong các lực lượng vũ trang hoặc là những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người ta không thể đứng ra thành lập doanh nghiệp được thì người ta có cái biện pháp đấy là người ta lách bằng cách là người ta nhờ người khác đứng tên thay mình làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để thực hiện các cái công việc mà theo cái ý chí của họ. Thưa luật sư, tình trạng này đã diễn ra lâu chưa hay bây giờ mới phổ biến ạ? Thực tế thì tình trạng này diễn ra rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì trong những thời gian vừa qua thì cái tình trạng này nó diễn ra rất là phổ biến. Có những người thuê người khác đứng tên trả 3 triệu, 5 triệu. Nhất là những người mà các cái vụ việc mà chúng tôi tham gia thì chủ yếu là họ về các vùng quê, rồi là thuê những người có hoàn cảnh khó khăn, ký tên thì rồi cung cấp căn cước công dân để cho những cái đối tượng này người ta thành lập doanh nghiệp. Thì người ta bảo là không biết được, tôi chỉ biết là thấy người ta đến người thuê tôi như thế thì ký tả giấy tờ thôi. Thì cái đấy là cái câu chuyện là nhận thức pháp luật của người dân chưa được cao và dẫn đến cái câu chuyện là vi phạm pháp luật. Nhưng mà chúng ta phải nâng cao cái công tác tuyên truyền để cho người ta thấy được các cái rủi ro pháp lý của người ta có thể gánh chịu để dần dần loại bỏ cái việc hành vi trái pháp luật này. Có rất là nhiều vụ việc chúng tôi tham gia thì bản thân có những cá nhân người ta đứng đằng sau, người ta thành lập trên 1.000 doanh nghiệp. 1.000? Trên 1.000 doanh nghiệp.
và người ta xuất hóa đơn, tức là mua bán hóa đơn khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vâng. Và việc này gây thất thoát cho ngân sách nhà nước cũng như là dẫn đến là cái công tác quản lý của chúng ta là gặp rất nhiều khó khăn. Vâng. Ngoài những lý do tích cực khách quan về việc nhờ người khác làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp thì liệu đằng sau có mục đích nào mờ ám hay không thưa ông Minh? Và nếu có thì đó là gì? Luật của chúng ta là không cho phép được đứng tên hộ làm đại diện pháp luật của doanh nghiệp, bởi vì là về cơ bản thì người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp mà tư nhân chẳng hạn, thì cái người đại diện, người chủ của công ty thì sẽ là người là góp vốn chính, mà trong khi là những người đứng kê khai, đứng tính tên hộ thì bản chất họ đâu có vốn để góp, thì về cơ bản đó là một hành vi gọi là khai man, gian dối rồi. Thì ngoài ra nó còn có cái trường hợp như anh Toại có nói đây, là các cái trường hợp mà bị cấm thành lập doanh nghiệp, ví dụ như là lực lượng vũ trang hay là cán bộ công nhân viên chức, hoặc là những cái người làm trong cơ quan nhà nước mà lại định sử dụng cái tài sản để tư lợi riêng cho cá nhân thì đều bị cấm. Thế thì nhưng chúng ta có thể thấy là một khi họ đã nhờ cái người khác đứng tên hộ rồi thì ắt hẳn nó phải có một cái điều gì đó đằng sau, bởi vì là khi mà đã bị cấm nhưng mà vẫn cố tình làm thì chứng tỏ là nó phải có một cái gì đó là nó sai, thì người ta mới tìm cách để lún lách như vậy. Về cơ bản là ví dụ như là có những cái người mà làm trong những cơ quan nhà nước chẳng hạn, họ có thể là họ có thể có tiếng nói ra quyết định cho cái việc hoạt động kinh doanh của một cái loại hình doanh nghiệp nào đó, và họ có thể thành lập luôn một cái gọi là cái công ty sân sau để mà thuận tiện cho những cái ra quyết sách của họ. Đấy. Thế thì về bản chất là họ làm việc công nhưng mà để tư lợi. Thế thì hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như là cái vụ Vạn Thịnh Phát ở gần đây chúng ta biết là Trương Mỹ Lan đã thuê hơn 400 cá nhân và 400 những người đứng tên hộ để làm thêm 400 pháp nhân, tức là thực hiện 1.200 khoản vay tại SCB đứng tên khoảng 827 khách hàng. Đấy thì về cơ bản là Trương Mỹ Lan đã thuê người đứng tên hộ, và khi mà đã đứng tên hộ như vậy thì bản chất là có một cái mục đích gì đó để vụ lợi, và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở đây là hóa ra thực ra là Trương Mỹ Lan bản chất thâu tóm ngân hàng để là rút tiền cho việc riêng. Trên thực tế thì việc nhờ người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có sai quy định không, và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này thưa luật sư? Vâng, chắc chắn là cái hành vi nhờ người khác đứng tên là hành vi trái quy định pháp luật. Và pháp luật chúng ta có quy định đấy là cái trường hợp mà người thành lập doanh nghiệp hoặc là những cái cá nhân góp vốn vào thành lập doanh nghiệp, là luật doanh nghiệp quy định là nghiêm cấm cái việc kê khai không trung thực, kê khai không đúng. Và tại quy định tại Nghị định 122 thì có quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai không trung thực, là xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đúng, kê khai không trung thực. Và rõ ràng là ở đây là trong các cái vụ việc mà chúng tôi tham gia, chúng tôi thấy rằng có những trường hợp là những người mà đại diện theo pháp luật người ta không điều hành doanh nghiệp mà những người phía sau là điều hành. Khi phát hiện ra sai phạm thì những cái người mà đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì không biết gì về cái hoạt động của doanh nghiệp đấy cả, mà là những người phía sau người ta điều hành cái việc đó. Tất nhiên là nếu như mà câu chuyện mà nếu những người đại diện theo pháp luật đấy có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không ấy, thì tùy thuộc vào cái việc là họ có biết cái lúc đó việc đó hay không. Nếu mà họ biết họ bỏ mặc thì câu chuyện trách nhiệm của họ là có. Còn nếu trường hợp mà họ ủy quyền, họ không biết về cái việc đó, những cái hành vi sai phạm quy định pháp luật, thì có thể là họ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những người đã thực hiện những cái hành vi sai phạm mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Câu chuyện nhờ người đứng tên đại diện pháp luật cho doanh nghiệp diễn ra tại Việt Nam khá phổ biến trong nhiều năm nay, và việc nhờ người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có thể tiềm ẩn các rủi ro như thế nào với người đại diện thưa ông Minh? Luật doanh nghiệp của chúng ta là nghiêm cấm không được phép kê khai không trung thực. Thế vậy về cơ bản thì bản chất cái người mà đứng đại diện hộ là bản chất họ đã tham gia vào hành động kê khai không trung thực rồi, và họ có thể bị phạt, gọi là phạt hành chính, có thể từ 15 triệu cho đến 30 triệu theo cái luật xử phạt vi phạm hành chính của chúng ta. Cái thứ hai, cái rủi ro mà cái người đại diện pháp luật nhờ đấy, gọi là đại diện hộ ấy, họ có thể phải chịu đấy là cái rủi ro về mặt tài chính. Bởi vì ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà họ các cái chủ đầu tư thực sự mà họ nhờ những cái người đại diện đó đại diện, và sau đấy họ dùng cái doanh nghiệp đấy làm những hoạt động phi pháp hoặc là vay nợ. Ví dụ những cái công ty mà thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân thì đấy là những cái loại hình doanh nghiệp mà người đứng tên đại diện pháp luật sẽ là người phải chịu gọi là trách nhiệm một cách vô hạn với tất cả khoản nợ hoặc nghĩa vụ của công ty.
hoặc là ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chẳng hạn, thì người đại diện pháp luật sẽ phải chịu cái nghĩa vụ đối với cái khoản vốn điều lệ ở trong cái điều lệ của công ty. Ví dụ như vốn điều lệ nó lên tới khoảng 5 đến 10 tỷ chẳng hạn, mà cái công ty đó thực hiện vay một khoản nợ khoảng 10, 20 tỷ mà không trả được, thế thì chính cái người đứng tên hộ phải chịu trách nhiệm, thì đấy là rất là rủi ro. Vâng. Ngoài ra là còn cái rủi ro về mặt pháp lý nữa, tức là nếu mà doanh nghiệp mà thực hiện những cái hành vi sai trái, ví dụ như là buôn lậu này, hoặc là vận chuyển hàng hóa rất cấm này, hoặc là lừa đảo gây thiệt hại trên diện rộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vân vân, thì có thể bị xử lý hình sự. Đấy, xử lý hình sự. Và ngoài ra thì họ có thể bị gọi là phạt cảnh cáo, khiển trách, hoặc là vi phạm xử phạt một số cái hình phạt hành chính khác. Đấy, nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là nếu mà họ mà tham gia vào một cái đường dây mà lừa đảo hoặc là buôn lậu, buôn bán những cái chất cấm mà họ lại biết nhưng mà giống như anh Toại nói, biết mà không khai báo, biết mà vẫn đồng lõa, thì cái xử phạt hình sự chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Vâng. Đấy. Có thể thấy là hình thức nhờ người khác làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đã diễn ra rất phổ biến và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong thời gian qua. Đã có không ít các doanh nghiệp ngay từ đầu đã cố ý nhờ người đại diện để kinh doanh trái phép, bất hợp pháp và để né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Trân trọng cảm ơn những chia sẻ ở phần chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị, khoản 4 điều 16 luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về các hành vi bị cấm, trong đó bao gồm hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, việc nhờ người đứng đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp được coi là hành vi gian dối trong đăng ký kinh doanh. Điều 8 luật doanh nghiệp 2020 quy định, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Điều 16 luật doanh nghiệp về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, pháp luật không cho phép nhờ người đứng tên thay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, hành vi kê khai không trung thực, chính xác hồ sơ thành lập doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 15 triệu đồng và bị buộc đăng ký sửa đổi lại thông tin. Pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm đối với hành vi nhờ người khác đứng đại diện theo pháp luật khi thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bộ luật hình sự hiện hành cũng không xem đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải coi là tội phạm và cũng không có bất kỳ tội danh nào liên quan đến vấn đề này. Do đó, nhiều người đã thực hiện hành vi thuê người đại diện trong hoạt động thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là tình trạng nhà đầu tư nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, cần bổ sung chế tài xử lý đối với hành vi này được quy định thành một tội danh trong bộ luật hình sự để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa tội phạm. Có một số giải pháp mà tôi đề xuất. Thứ nhất, đó là cái vấn đề chế tài xử phạt là quá nhẹ. Chế tài xử phạt hành chính đối với vấn đề là kê khai không trung thực trong vấn đề hồ sơ thành lập doanh nghiệp ban đầu, xử phạt hành chính từ 20 cho đến 30 triệu đồng, thì đây là khoản tiền quá nhỏ lẻ, quá nhỏ so với những gì mà hậu quả rất là lớn. Theo quan điểm của luật sư là cần phải tăng chế tài xử phạt, thậm chí phải xử lý nghiêm hình sự hóa, phải hình sự đối với một số các cá nhân lợi dụng về vấn đề thuê người đứng tên này để thực hiện các hành vi bất chính, ví dụ như là lừa đảo này, rửa tiền này, trốn thuế, mua hóa đơn. Cần phải thật nghiêm minh, đề nghị công an phải điều tra vào cuộc để tóm thực sự đối với người chủ doanh nghiệp thực sự. Xin được tiếp tục chương trình với luật sư Nguyễn Hữu Toại. Thưa luật sư, khi đứng đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp thì người đó sẽ phải chịu những trách nhiệm pháp lý gì? Theo quy định của luật doanh nghiệp thì người đứng đầu doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các cái giao dịch và phát sinh các cái quyền và nghĩa vụ, và do đó thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cái giao dịch mà mình thực hiện. Và thông thường trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và những người đứng đầu doanh nghiệp thì nó có các cái trách nhiệm pháp lý sau. Thứ nhất là trách nhiệm pháp lý liên quan đến trách nhiệm hình sự. Về Bộ luật hình sự chúng ta 2015 và 2017 được sửa đổi bổ sung ấy, thì có quy định một số tội danh là pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cái việc pháp nhân thương mại mà chịu trách nhiệm hình sự ấy, thì không loại trừ trách nhiệm của cá nhân. Một điều rất là rõ như vậy. Và thông thường trên thực tế chúng tôi tham gia thì chúng tôi thấy là rất ít trường hợp mà xử lý pháp nhân thương mại về hình sự, mà chủ yếu
là chúng ta cá thể hóa trách nhiệm, tức là xử lý pháp hình sự đối với cá nhân thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thế thì nếu trong trường hợp mà người đứng đầu doanh nghiệp, người mà nhờ đứng tên ấy mà thực hiện các cái hành vi trái pháp luật mà nó là khách thể của luật hình sự bảo vệ, xâm phạm cái trật tự quản lý hành chính nhà nước cũng như là các cái tội phạm hình sự khác, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái hành vi của họ thực hiện. Cái thứ hai, nguy cơ thứ hai diễn ra khá phổ biến, đấy là họ phải chịu trách nhiệm về dân sự. Tức là khi mà doanh nghiệp người ta tham gia vào cái giao dịch, tức là các cái hợp đồng, các cái mối quan hệ với các cái chủ thể khác, thì sẽ phát sinh các cái quyền và nghĩa vụ. Ở đây ấy, là có thể chẳng hạn như mua bán hàng hóa mà không thanh toán tiền, thì dẫn đến câu chuyện là nếu mà không thực hiện ấy, thì là các cái đối tác, khách hàng, bạn hàng, người ta sẽ khởi kiện doanh nghiệp đó tại tòa án. Và khi đó người đại diện theo pháp luật là phải thực hiện cái việc là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để mà tham gia vào cái câu chuyện tố tụng của tòa án để xác định quyền và nghĩa vụ của mình. Và trách nhiệm thứ ba đấy là trách nhiệm về cái câu chuyện trách nhiệm về hành chính. Thì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ phát sinh các cái nghĩa vụ như kê khai nộp thuế này và các cái việc khác nữa. Thì nếu như trường hợp mà doanh nghiệp không nộp thuế đầy đủ và đúng hạn thì sẽ có cái câu chuyện xử phạt hành chính. Đối với các doanh nghiệp mà phát sinh nợ động thuế, trường hợp mà không thực hiện nghĩa vụ thuế, thì những người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh và sẽ chịu các cái chế tài. Tình trạng người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm qua đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, mặc dù pháp luật là đã cấm tình trạng này rồi. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra và gây ra rất nhiều hệ lụy. Và thưa ông Minh, người đứng đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có được tham gia vào hoạt động điều hành doanh nghiệp không? Nó tùy vào loại hình doanh nghiệp và tùy vào cái mục đích mà cái người chủ đầu tư thực sự và doanh nghiệp đấy họ thuê cái người đại diện pháp luật hộ. Bởi vì là một số cái ví dụ chẳng hạn, chúng ta có thể quy chiếu luôn vào cái trường hợp của những cái doanh nghiệp của cái hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đi, một cái vụ việc mà gần đây nó rất là nóng hổi. Thế thì về cơ bản là Trương Mỹ Lan thuê những cái người mà thuê vài trăm người, vài trăm cá nhân để đứng tên hộ các doanh nghiệp của mình, thì ở trong đó chúng ta có thể thấy là có một vài công ty là thực hiện doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thật, thì những cái người mà điều hành đứng làm đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó thì thực tế là họ có thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh. Và ví dụ như là một số cái những cái nhân viên cấp dưới của Trương Mỹ Lan ở SCB chẳng hạn thì cũng thực hiện cái hoạt động kinh doanh thật đi. Đấy, thì chúng ta có thể nói là có ở trong một cái mức độ nào đấy. Tuy nhiên phần lớn thì chúng ta có thể là đã thuê người để đứng tên hộ thì bản chất là họ có một mục đích và thông thường là định lách luật để thực hiện một cái hành vi sai phạm nào đó, và thông thường cái người điều hành chính lại là chính cái người chủ đầu tư, chính người thuê cái người mà đại diện pháp luật hộ. Rõ ràng là cái người mà được thuê đứng đại diện pháp luật hộ bản chất ở đây chỉ làm giống như là một tấm bình phong, là một người gọi là giơ đầu chịu báng thay cho cái chủ đầu tư thực sự trong những cái việc hoạt động, những hoạt động kinh doanh trái pháp luật. Đấy là cái mục đích chính. Còn cái mà được điều hành hay không thì nó chỉ là một cái phần, một cái xác suất rất là nhỏ, và kể cả có điều hành thì họ cũng chỉ là người làm thuê. Vâng, thưa luật sư, pháp luật đã có quy định cụ thể nào về việc xử phạt vi phạm đối với hành vi nhờ người khác đứng tên đại diện pháp luật cho doanh nghiệp chưa? Và nếu chưa thì có quy định pháp luật nào liên quan đến việc này không? Nói về quy định liên quan xử phạt hành chính người mà nhờ người khác đứng tên ấy, thì hiện tại pháp luật của chúng ta chưa có cái quy định mà xử phạt người nhờ đó. Nhưng mà người mà đứng tên hộ, tức là đại diện giả tạo ấy, thì có cái quy định về xử phạt đấy. Tức là anh đã, khi mà anh đã ký các cái giấy tờ để gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư Phòng Đăng ký Kinh doanh để cấp cái giấy đăng ký kinh doanh cho anh ấy, thì bản thân là anh kê khai không trung thực. Tức là kê khai không đúng, không trung thực thì luật doanh nghiệp là quy định đấy là hành vi bị nghiêm cấm. Và tại cái nghị định 122 ấy, của chúng ta có quy định về xử phạt đối với hành vi kê khai không trung thực, kê khai không đúng, kê khai man ấy, thì có thể bị xử phạt hành chính từ 20 triệu đến 30 triệu đối với hành vi đấy, và phải chấm dứt cái hành vi vi phạm đấy. Vâng. Đấy là quy định pháp luật. Vâng. Theo quy định của Nghị định 50/2016 và Nghị định 122/2021 về việc kê khai không chính xác hồ sơ đăng ký kinh doanh thì mức phạt cao nhất chỉ là 30 triệu đồng. Ông Minh có cho rằng mức phạt này quá nhẹ nhàng và không đủ sức răn đe dẫn đến việc nhờ người đứng hộ đại diện cho doanh nghiệp thường xuyên diễn ra không ạ? Về cơ bản là cái mức phạt mà lên đến vài chục triệu như vậy là chúng ta cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được, bởi vì về cơ bản những người mà đã phải đi đứng tên hộ cho cái gọi là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp thì về cơ bản thế là họ
cũng kiếm thêm và về cơ bản gọi là thu nhập của họ thì cũng không phải là cao. Thì chúng ta cái mức 30 triệu nó cũng không phải là là quá nhẹ. Thế về cơ bản chúng ta sẽ tập trung vào cái quan trọng hơn, cái hoạt động của các doanh nghiệp đó, hoặc là chính những cái người mà đứng đại diện pháp luật doanh nghiệp đó, họ có đồng lõa mà họ có biết và có cố tình tham gia vào cái hoạt động mà nó có hậu quả lớn cho xã hội và cộng đồng hay không. Về mặt hình phạt thì chúng ta có thể là tăng nặng cho những cái trường hợp nếu như là họ biết là gây hậu quả cho người khác, cho xã hội mà họ vẫn làm, thì chúng ta có thể tăng nặng, thậm chí là có thể cấm không được phép là giữ vai trò đại diện pháp luật hay là giữ các vai trò như là cái người thủ trưởng cơ quan đơn vị trong 5 hoặc đến 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Đấy. Vâng, thưa luật sư, thực tế tại một số nước khác thì có việc nhờ người đứng tên hộ để đại diện pháp luật cho doanh nghiệp không ạ? Và nếu có thì họ quản lý việc này như thế nào? Thực tế thì cái câu chuyện này là câu chuyện không chỉ riêng gì Việt Nam, mà các nước trên thế giới cũng gặp những cái trường hợp như thế này. Tiệm cận ấy thì chúng tôi thấy là nghiên cứu pháp luật một số nước xung quanh chúng ta và bản thân pháp luật Việt Nam thì cũng quy định cũng khá là giống với các nước khác. Tức là cái hành vi nhờ người khác đứng tên thì không thể xử lý về mặt hình sự. Chỉ xử lý hình sự khi mà có hậu quả xảy ra thôi. Và ai là người thực hiện cái hành vi đấy và có đồng phạm hay không có đồng phạm trong cái câu chuyện giúp sức để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật thôi. Nếu như phát hiện ra sai phạm thì người ta sẽ có cái việc là cấm những cái người mà đứng tên hộ rồi những người nhờ đấy là không được tham gia vào cái câu chuyện quản lý doanh nghiệp, không được phép thành lập doanh nghiệp nữa. Vâng. Theo luật sư thì đâu là giải pháp cụ thể để có thể là hạn chế được tình trạng nhờ người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp? Theo tôi thì cái này cần có cái giải pháp đồng bộ từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước cũng như là bản thân là những người thành lập doanh nghiệp. Thế thì thứ nhất ấy, ở cơ quan quản lý thì chúng ta cần có các cái biện pháp rà soát lại các cái quy định của pháp luật của chúng ta, xem là lỗ hổng của chúng ta trong cái vấn đề quản lý đăng ký kinh doanh. Tôi thấy là để thành lập doanh nghiệp ở bây giờ chúng ta rất là rộng mở cái câu chuyện về hồ sơ, thậm chí là chúng ta có thể là khi mà nhận cái kết quả đăng ký kinh doanh ấy, hoặc là ký tả các cái văn bản giấy tờ ấy, thì bản thân các cái chuyên viên ở văn phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư người ta kiểm tra hồ sơ, chứ người ta cũng không yêu cầu là chủ doanh nghiệp phải lên trực tiếp để ký hoặc là để đối chiếu. Theo tôi khi mà tiến hành cấp cái giấy đấy và khi mà làm thủ tục đăng ký con dấu thì phải yêu cầu là chủ doanh nghiệp phải lên trực tiếp để mà các cơ quan quản lý kiểm tra. Chứ bây giờ là thực tế là cứ gửi hồ sơ lên là cấp phép như vậy, và sau đấy thì khi có câu chuyện hậu quả xảy ra thì chúng ta mới đi theo để chúng ta giải quyết. Tôi nghĩ là chúng ta cũng có các cái giải pháp truyền thông rộng rãi hơn đến tất cả mọi người là cái hành vi nhờ người khác đứng tên hoặc là đứng tên làm đại diện theo pháp luật của cho người khác ấy, là hành vi hết sức là nguy hiểm và nó tiềm ẩn các cái rủi ro pháp lý từ trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự đối với những người mà đứng tên hộ đấy, và họ sẽ có nguy cơ là thậm chí là bị khởi kiện ra tòa này, bị truy cứu trách nhiệm hình sự này, bị xử phạt hành chính này. Thì khi họ thấy được các cái hậu quả có thể xảy ra đối với họ thì họ cũng sẽ cân nhắc cái tiếp theo nữa là đó là ở góc độ là những người mà nhờ người khác đứng tên, thì theo quan điểm của tôi cái đối tượng này là đối tượng cần phải xử lý, bởi vì rõ ràng là cái hành vi của họ là hành vi nguy hiểm cho xã hội rồi, tức là hành vi thực hiện các cái hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Thế thì rõ ràng ở đây là họ đã có cái hành vi là nhờ người khác, thì pháp luật hình sự hiện tại cũng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những chủ thể mà là chủ mưu, tức là người đã trực tiếp vạch kế hoạch để thực hiện cái hành vi tội phạm. Đấy là những người chủ mưu cầm đầu cần phải xử lý nghiêm. Thế thì ở đây chúng ta cũng cần có các cái quy định, các cái chế tài pháp lý từ hành chính cho đến là truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Và tôi nghĩ là nên bổ sung về cái hành vi xử phạt hành chính đối với người mà là thuê người khác đứng tên thì nên có xử phạt hành chính nghiêm khắc. Thưa ông Minh, dưới góc độ doanh nghiệp thì theo ông chúng ta cần có giải pháp nào để hạn chế tình trạng nhờ người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp? Tôi lại đứng ở trên góc độ là chúng ta cần phải, quan trọng nhất là trong cái mặt trận để chống lại cái việc này thì nó nằm ở cái góc độ giống như anh Toại cũng có nói, đây là tuyên truyền và giáo dục. Bởi vì chúng ta cái quan trọng nhất vẫn cứ là cái ý thức của mỗi người dân, họ sẽ là tuyến phòng vệ đầu tiên để là họ sẽ tự cảnh giác với những cái trường hợp mà có cái tính nghi ngờ. Tại sao tôi lại nói đến cái yếu tố mà phải giáo dục là tuyên truyền và tăng cái ý thức? Bởi vì kể cả nhá, trong cái trường hợp là nếu mà chúng ta có gọi cái người
đại diện pháp luật lên để chúng ta check, để chúng ta gọi là kiểm tra. Nhưng mà chúng ta rất là khó kiểm tra, bởi vì họ cứ nói đây là doanh nghiệp của tôi, đây là doanh nghiệp mà tôi lập ra. Vì cái, nếu mà cái số tiền mà cái người chủ đầu tư thật sự họ cho chỉ là vài 3-5 triệu thì có thể là cái người đại diện pháp luật họ cũng có thể là không cần thiết là phải nghĩ ra một cái kịch bản để khai man. Nhưng nếu mà cái số tiền họ cho nhiều hơn 30 triệu, 50 triệu thì sao? Thì họ vẫn có thể nghĩ ra kịch bản khai man để gian dối, để qua mặt, lách qua được cái sở kế hoạch đầu tư, đúng không ạ? Và cái quan trọng hơn là gì? Chúng ta về mặt cơ chế để mà xác định được rằng là ai là người chủ thực sự của doanh nghiệp cũng rất là khó. Bởi vì cái phần vốn góp, nếu như mà một cái người chủ đầu tư thực sự họ góp vốn bằng bất động sản, bằng các giấy tờ có giá, có ghi danh cổ phiếu, trái phiếu thì chúng ta có thể là kiểm tra được. Nhưng nếu họ đưa tiền mặt, thế thì chúng ta đâu có ghi danh cho tiền mặt, là cái tiền mặt đấy là thuộc về sở hữu của anh A, chị B này. Gần như chúng ta vô vọng trong cái việc là xác định thực sự cái tài sản đó có phải là của người đại diện pháp luật không. Vâng, thưa luật sư, pháp luật có bất lực trước tình trạng này không ạ? Thực tế thì không, pháp luật của chúng ta tôi cho rằng là khá là đầy đủ, khá là toàn diện rồi. Nhưng cái khâu thực thi, cái khâu kiểm tra, thanh tra, giám sát, vâng, nó là cái khâu mà rất là quan trọng, cần phải đẩy mạnh cái khâu đấy và thường xuyên liên tục. Cơ quan thuế cũng là một cái cơ quan rất là quan trọng trong cái vấn đề là kiểm tra xem thử doanh nghiệp này người ta có thực sự hoạt động hay không. Thường thường các doanh nghiệp nếu như mà người ta đã có ý định thành lập này để xuất hóa đơn hoặc là mua bán hóa đơn ấy, thì người ta chỉ thành lập trong một thời gian rất là ngắn thôi. Thuế có thể là báo cáo theo quý. Thế thì người ta thành lập chưa đầy 3 tháng, xuất hóa đơn trong 3 tháng xuất rất là ồ ạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Sau đấy là mất dấu luôn. Thì là cái câu chuyện ở đây là khi mà phát hiện ra các cái doanh nghiệp mới thành lập mà người ta xuất hóa đơn ồ ạt có giá trị lớn như thế thì các cơ quan chức năng cần phải tiến hành công tác kiểm tra ngay. Vâng. Xem xét xem thử thực tế là có tồn tại không. Có những trường hợp chúng tôi thực tế chúng tôi tham gia thì cơ quan điều tra người ta về người ta xác minh thì những người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để người ta chết cách đây rất là lâu rồi, chết trước cái thời điểm thành lập doanh nghiệp cơ, nhưng mà vẫn là người đứng đầu doanh nghiệp. Chúng ta là phải có cái sự liên thông quản lý giữa các cái cơ quan. Chẳng hạn cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể là liên thông cái căn cước công dân này xem thử là ông này đã đăng ký khai tử hay chưa, có vấn đề gì với người khác, người ta hay không, để mà xác minh trước cái thời điểm mà cấp cái giấy đăng ký kinh doanh cho người ta, đúng không ạ? Thế thì có những người ta chết như thế rồi, nhưng mà hoặc là có những người ở trong thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa rồi đây bất ngờ phát hiện ra mình là đại diện theo pháp luật của 5 doanh nghiệp. Và khi đấy người ta trình báo với cơ quan chức năng. Như vậy thì rõ ràng ở đây là cái công tác quản lý của chúng ta cũng có vấn đề. Vâng. Và chúng ta cần phải tiến hành là rà soát lại để có các biện pháp khắt khe hơn, rồi quản lý chặt chẽ hơn để không xảy ra cái tình trạng này. Vâng, với tư cách chỉ là người được nhờ đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì người đại diện chịu sự chỉ đạo của người chủ thực sự. Nhưng mà những giấy tờ văn bản có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thì đều có chữ ký và đóng dấu của người được nhờ đứng tên. Và dưới góc độ pháp lý thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những quyết định của mình, nhất là khi công ty đó kinh doanh thua lỗ trái phép, thậm chí là lừa đảo. Và người đại diện có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cho dù có chứng minh được mình chỉ là người đứng tên hộ thì cũng khó tránh khỏi việc bị liên đới chịu trách nhiệm. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Minh và luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc cấm người nhờ đại diện pháp luật cho doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm sự minh bạch trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tránh xảy ra tranh chấp, xung đột, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng mức xử phạt với hành vi này. Bên cạnh đó, có thể quy định là cấm các bên liên quan thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể như 5 năm hoặc 10 năm, thậm chí tính đến trách nhiệm hình sự để đủ sức răn đe. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.